chân dung đại tá Đinh Văn Nơi, tân giám đốc công an Quảng Ninh, trưởng thành từ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Bộ trưởng Bộ Công an vừa quyết định về công tác đối với 9 cán bộ là cục trưởng, tư lệnh, giám đốc công an tỉnh. Trong đó, đại tá Đinh Văn Nơi giám đốc công an tỉnh An Giang được Bộ trưởng Công an điều động giữ chức giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh thay cho đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh vừa được điều động giữ chức cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu, C03 Bộ Công an. Đại tá Đinh Văn nơi sinh năm 1976, quê phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, trình độ tiến sĩ ngành an ninh và trật tự xã hội tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Năm 1993, ông nhập ngũ tại tiểu đoàn Tây Đô, một đơn vị quân đội chủ lực của tỉnh Cần Thơ cũ. Năm 1998, ông chuyển ngành sang công tác tại Công an thành phố Cần Thơ. Năm 2016, ông được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Công an thành phố Cần Thơ và là thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Cần Thơ. Ngày 27 tháng 6 năm 2020, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm đại tá Đinh Văn Nơi, Phó giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh An Giang. Sau khi nhận nhiệm vụ mới, đại tá Đinh Văn Nơi đã trực tiếp chỉ đạo triệt phá nhiều vụ án nóng, bắt nhiều đối tượng giang hồ cộm cán. Đặc biệt, trong thời gian qua, Công an tỉnh An Giang đã triệt phá các đường dây buôn lậu. Trong đó đã triệt phá vụ vận chuyển lậu 51 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam do bà Trùm buôn lậu Mười Tường cầm đầu. Năm 2021, ông nơi được chú ý trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội sau bị một doanh nghiệp bỏ tiền tỷ ra để chạy điều chuyển sang địa phương khác. Cụ thể, Trần Chí Mãnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất gia thịnh thành phố Châu Đốc, sau khi bị bắt về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả đã khai nhận thêm đã từng liên kết với nhiều đối tượng để chạy điều chuyển đại tá nơi đến địa phương khác với giá 20 tỷ đồng. Đại tá nơi cũng là giám đốc công an tỉnh đầu tiên dùng số điện thoại cá nhân làm đường dây nóng thu nhận tin báo tố giác tội phạm tố giác các hành vi vi phạm về phòng chống Covid-19, số điện thoại này đã nhận được hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn SMS, Zalo của người dân mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.